Lại là em, đại lý vật tư nuôi ong An Thịnh đây các bác ơi. Nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác ba mẫu quần áo bắt ong hiện tại đang bán chạy nhất là đại lý của em nhé. Và các bác hãy ở lại xem hết video cùng em để xem là ba cái mẫu quần áo đó là ba cái mẫu quần áo nào. Và em sẽ tiến hành là giới thiệu chi tiết và báo giá từng mẫu một. Bác nào mà đang có cái nhu cầu mua những cái bộ quần áo bắt ong thì các bác hãy ở lại xem hết video và nhớ là gọi vào cái số hotline em để ở trên góc màn hình. Số hotline đó của nhà em có Zalo, bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất ạ. Và bên nhà em thì ngoài cung cấp những cái bộ quần áo bắt ong như này thì đầy đủ, nhà em còn cung cấp đầy đủ những cái vật tư nuôi ong các bác nhé. Đó, và bộ quần áo bắt ong đầu tiên em giới thiệu đến bác là bộ em đang cầm trên tay đây, được làm từ vải kaki nha bác ơi. Bộ này thì giá chỉ ở tầm trung thôi, em báo giá luôn, giá là 700.000 một bộ nhé. Em bao ship về đến tận nhà cho bác luôn. Và tất cả những cái bộ quần áo bắt ong ở bên nhà em thì là đều có đủ size số cho các bác, cao từ 1m50 trở lên là đã có thể mặc được rồi nhé. Đó, và bộ này thì cái cấu tạo của nó sẽ như sau này. Ở phần mặt thì được may cho bác một cái là tấm meca bằng nhựa dẻo trong suốt nhé, để giúp các bác là khi mà nhìn thì sẽ rất là rõ này. Đó, và chống ong đái vào mặt rất là an toàn luôn, an toàn tuyệt đối luôn cho em này. Đó, và cái tấm này thì các bác có thể nhìn thấy nhé, nó rất là rộng đây. Đấy, nó rất là rộng mà khi mình nhìn thì sẽ không bị khuất tầm nhìn nhé, nhìn được xa. Đó, và đây các bác có thể nhìn thấy ở bên dưới này là cái gọi là cái rãnh thở nhé các bác nhé. Đó, cái rãnh thở đây được thiết kế thì rất là an toàn đấy ạ, ong không thể nào mà xuyên qua đây được nhé. Đây là những cái lưới bằng inox rất là an toàn và thiết kế cho bác những cái ô thoáng khí đây, những cái ô thoáng khí đó cũng được may cho bác những cái lớp lưới inox này nhá, rất là dày luôn, không bao giờ là ong nó đốt xuyên được vào bên trong, nên các bác cứ yên tâm thôi em. Đó, và ở đằng sau lưng thì may cho các bác hai cái lỗ thoáng khí này nhá, đó hai cái lỗ này, hai ô thoáng khí này rất là ok luôn. Và đằng quay về đằng trước này, quay về đằng trước thì sẽ có một cái túi này để giúp các bác đựng cái đồ vật dụng khi mà các bác cần thiết khi các bác đi bắt ong nhé. Đó, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu ở bên trong, giới thiệu bên trong các bác nhé. Đó, bên trong đây tráng cho bác một lớp cao su non đây ạ, một lớp cao su non cực kỳ là dày dặn. Bên ngoài là một lớp vải kaki thì rất là dày rồi đúng không ạ? Bên trong thì còn tráng cho các bác một lớp cao su nữa. Bộ này thì phải nói là giá thì chỉ ở mức tầm trung thôi, chỉ có 700.000 thôi, bao ship về tận nhà mà lại còn rất là dày dặn nhá, an toàn thì tuyệt đối. Và đây các bác có thể nhìn xuống đây nhá. Đó, cái nhá. Ở cái các bác có thể là độ thêm quạt, nhà em đã làm sẵn cho các bác những cái ô như thế này. Đấy, khi các bác có quạt nhá thì các bác chỉ việc lắp vào đây là ok. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đây, vị trí này thì các bác sẽ để pin này. Và bên nhà em thì là em thông báo luôn với các bác là bên nhà em cũng có bán quạt nhá. Một bộ quạt thì bình thường bên nhà em bán ra lẻ là 550, nhưng nếu các bác lấy cùng bộ quần áo bắt ong thì nhà em giảm giá cho các bác chỉ còn có 500 trên một bộ quạt thôi ạ. Một bộ quạt thì sẽ bao gồm là hai quạt này, một pin, một dây kết nối và một sạc nhé các bác nhé. Đó, các bác nếu như hay phải đi bắt ong này, đó, và hay phải sử dụng những cái bộ này thường xuyên thì các bác nên nắp quạt vào giúp em. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà mặc những bộ như này thì nó sẽ rất là kín rồi, nó sẽ rất là nóng, thế nên là các bác nắp quạt vào để cho nó mát, để khi mà mình đi bắt ong thì nó sẽ đỡ mệt hơn nhá và đỡ nóng hơn rất là nhiều đấy ạ. Đó, và bộ này thì như các bác có thể nhìn thấy nó liền nhá, nó liền toàn bộ, liền găng tay đây. Đấy, găng tay thì cũng rất là dày dặn cho em. Găng tay thì rất là dày nhá. Đó, găng tay thì rất là dày và có ủng đây, có ủng đây. Liền liền cả ủng luôn cho bác luôn. Bộ này thì quá là ok, quá là tuyệt vời luôn rồi. Nó chỉ có duy nhất một cái nhược điểm là, tức là em sẽ nói ưu điểm nhá. Ưu điểm là giá thành thì chỉ ở tầm trung thôi. Và độ an toàn thì cực kỳ là cao. An toàn thì tuyệt đối, và duy nhất là nó là bộ này thì nó sẽ rất là dày. Đó, và nó sẽ nặng nha các bác nhé. Nó nặng thì khi mà các bác di chuyển thì nó sẽ hơi khó một chút. Đó. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một bộ quần áo ở mức bình dân nhé, giá rẻ nhưng mà cũng rất là an toàn. Đó. Bộ này thì bộ này là bộ bạt các bác ơi. Bộ này thì là bộ bạt ô tô hay còn gọi là bộ bạt Việt Nam.
bên nhà em thì hiện tại đang có cái chương trình giảm giá dành cho bộ bài nhá. Bình thường nhà em đang bán với giá là 450, nhưng hiện tại thì bên nhà em chỉ gửi tới bác với cái mức giá là 400.000 thôi các bác ạ. 400.000 thôi. Đấy, cho một cái bộ bạt ô tô như này. Bộ bạt này thì ưu điểm nhé. Ưu điểm của nó thì sẽ rất là nhẹ các bác ạ. Rất là nhẹ luôn. Đấy. Độ bền thì 2 đến 3 năm. Đó, 2 đến 3 năm giúp em nhé. Và bộ này nếu mà nó nhẹ với cái trọng lượng rất là nhẹ, thế nên là khi các bác trèo cây thì cũng sẽ rất là ok. Đấy, còn với cái bộ kaki này thì độ bền của nó là trên 5 năm. Đó. Bộ này thì độ bền của nó không thể bằng bộ kaki được. Nó chỉ có độ bền từ 2 đến 3 năm thôi. Và bộ này thì vẫn được thiết kế cho bác là một cái mặt nạ bằng meca đây. Đó. Một cái mặt nạ bằng meca như thế này trong suốt nhá. Đó. Rất là an toàn luôn, chống ong đái và có được thiết kế cái lỗ thở ở bên dưới như này rồi. Đây các bác có thể nhìn được đây, rất là an toàn rồi. Và cũng được thiết kế những cái lỗ thoáng khí ở cho các bác nhá, ở hai bên này, ở đằng sau đây. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây, ở đằng sau lưng có nhá. Đó, và cũng được thiết kế cho bác là liền găng tay này. Găng tay thì cũng rất là dày dặn đây. Liền ủng cho bác nhá. Và bộ này thì em cũng có đủ size. Đủ size cho các bác cao từ 1m50. Cao từ 1m50 trở lên là đã có size đi có thể là mặc vừa rồi. Đó. Và em sẽ mở bên trong nhá. Mở bên trong cho bác xem. Đây. Bên trong của nó thì cũng thiết kế cho các bác. Cũng được thiết kế cho bác cái vị trí cái lỗ này để thắp, để lắp quạt nhá. Lắp quạt điều hòa, quạt làm mát vào đây rồi. Đây các bác cũng đựng pin ở cái vị trí này quên. Đó. Bộ này thì mặc thì sẽ rất là nhẹ rồi các bác ơi. Đó. Thế nhưng mà nếu như mà so với về cái độ an toàn, so về độ an toàn thì nó sẽ không thể bằng là cái bộ kaki được. Đó. Nhưng mà giá thành thì bù lại thì cái giá thành của nó chỉ có 400.000 thôi. Bao ship về tận nhà cho bác rồi, được kiểm tra hàng thoải mái giúp em nhé. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác một cái bộ mà cao cấp nhất ở bên đại lý của nhà em. Đó là bộ bò các bác ơi. Bộ bò thì là một cái chất liệu rất là xịn sò rồi. Bộ bò này thì được làm từ vải bò nhé, hay còn gọi là vải bố các bác ạ. Cái vải này thì nó được xuất phát từ Trung Quốc. Bộ này bên nhà em là được nhập khẩu nhé. Được nhập khẩu từ Trung Quốc ạ. Trung Quốc thì nó dẫn đầu về cái việc mà sản xuất ra những cái bộ quần áo bắt ong như này rồi. Thế nên là các bác cứ hết sức để yên tâm với em. Đó. Và như các bác đã thấy đấy, thì cái hiện tại thì ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều cái đơn vị bán bộ bò, như là bò là vải bò của Việt Nam, thì nó sẽ không thể dày dặn, không thể chắc chắn, không bền bằng cái vải bò của Trung Quốc được. Và cái độ an toàn thì nó sẽ không cao bằng vải bò của Trung Quốc được. Vậy thế nên là ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác bộ bò này là bò của Trung Quốc nha các bác nhé. Đó, các bác có thể nhìn thấy mặt nạ đây ạ. Đó, mặt nạ là rất là xịn sò luôn. Và cái mặt nạ này thì được làm từ cái tấm meca rất là cứng đây. Và trang bị cho bác một cái quạt, một cái quạt ở đằng trước mặt đây. Cái quạt này nó sẽ có cái tác dụng là hút hơi ẩm ở phía bên trong ra bên ngoài nha các bác nhé. Đó, thế nên là khi các bác thở ra thì nó sẽ không bị có cái hơi ở đây. Nên là các bác nhìn lúc nào nó cũng sẽ rõ, thì sẽ rất là an toàn. Đó. Nhiều bác thì hỏi em là cái quạt này có tác dụng làm mát không, thì em trả lời luôn là cái quạt này không hề có tác dụng làm mát nhé. Nó chỉ có tác dụng là như em vừa nói là hút cái độ ẩm, hơi ẩm ở bên trong này, nó thổi ra bên ngoài thôi, chứ nó không có tác dụng làm mát. Đó. Nếu như các bác muốn mát thì các bác phải độ thêm quạt với em. Và như em vừa chia sẻ thì nhà em có cái quạt để độ cho bác nhé. Giá là 500 một bộ ạ. Đấy, nếu các bác lấy kèm cùng quần áo thì sẽ là 500 một bộ. Và bình thường nhà em bán lẻ là 550 nhé. Bản này, cái bộ này ấy, thì thiết kế của nó thì cũng không khác gì những cái bộ khác. Tức là cái cấu tạo của nó thì cũng có mặt nạ này, có cái lỗ thoáng khí đây. Đấy, cũng có những cái ô thoáng ở đằng sau đây. Đó, đây như các bác thấy. Và ở đằng sau nó lưng của bản này có một cái lỗ rất là cái ô thoáng rất là to đấy. Rất là bền và chắc chắn đây. Đó. Đây, bây giờ thì em sẽ mở bên trong cho bác xem nhé. Cái bộ bò này ấy, thì cái ưu điểm của nó là như này. Ưu điểm của nó thì nó rất là thoáng nhé. Bộ này khi mặc thì nó sẽ so với cái bộ kaki thì nó sẽ thoáng hơn cái bộ kaki này. Đó, thoáng hơn và cũng cực kỳ là an toàn nhé. Bộ này thì cũng rất là an toàn luôn rồi. Đó. Và các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Bên trong nó không có tráng cái lớp cao su non như bộ kaki. Thế nhưng mà cái chất liệu bò này là một loại chất liệu đã rất là cao cấp rồi. Thế nên là các bác hết sức là yên tâm cho em.
Đó, thế nên là dùng cái bộ này thì các bác cứ yên tâm là sẽ độ bền của nó là sẽ từ 5 đến 7 năm với em nhé. Không bao giờ lo rách đâu ạ. Đó, đây cái dây này nhá thì sẽ để kết nối với đây, đây là cái dây của cái quạt mặt nạ này. Khi các bác có pin thì các bác sẽ lắp vào pin giúp em nhé. Đây, cắm vào cái chỗ phần USB ấy, của quả pin thì cái quạt này nó sẽ hoạt động này. Đó. Và khi mà các bác độ quạt làm mát thì cái túi này thì các bác để pin. Cái vị trí này thì các bác để quạt này. Đấy, để quạt một cái quạt ở đây. Và một cái quạt thì các bác sẽ để ở trên này hoặc là vị trí trên này tùy nhá. Tùy các bác thích để ở vị trí nào cũng ok hết. Đó, bộ này thì cũng được thiết kế là liền. Cũng có túi đằng trước cho các bác đây. Liền ủng nhá. Liền ủng. Và liền cái găng tay này. Với cái bộ này thì nó có hai size. Các bác cao dưới 1m7 nhá. Dưới 1m7 thì các bác sẽ sử dụng cái size là 1m85. Còn các bác mà cao trên 1m7 thì các bác sẽ sử dụng cái size là 1m95. Đó. Với bộ bò nó chỉ có hai size thôi. Mặc thì rất là ok các bác ạ. Cái bộ này các bác mặc trèo cây nhá. Mặc trèo cây thì rất là ok luôn rồi. Rất là an toàn. Và bộ này thì bên nhà em đang gửi tới các bác với mức giá thì cũng rất là yêu thương, giá của nó chỉ có 1,4 triệu thôi. Và tất cả những cái bộ quần áo bên nhà em thì là cái giá em báo thì là đã bao ship mà vận chuyển về tận nhà cho bác rồi. Các bác được kiểm tra hàng thoải mái với em nhé. Đó, kiểm tra hàng đúng màu sắc, đúng mẫu mã, đúng theo những gì nhà em quảng cáo thì các bác mới cần phải nhận hàng và thanh toán tiền với em đã quá là ok chưa. Và ở trên đừng và các bác yêu quý em này, yêu quý kênh thì đừng quên là cho em xin một lượt đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh Ông An Thịnh của em nhé các bác nhé. Và video ngày hôm nay thì em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác.